Ok, lên hình rất đẹp, lên hình rất đẹp, tuyệt vời. Lên hình rồi. Ok, chúng ta sẽ có khoảng 2 đến 3 phút để chuẩn bị trước khi vào chương trình livestream. Đã có khá là nhiều người bắt đầu tham gia vào chương trình livestream ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn cứ cho tôi thêm khoảng 1 2 phút nữa để tôi chuẩn bị nhá. Đẹp quá. À, trong lúc chờ đợi thì chúng ta cứ chỉnh sửa lại những cái phần nguyên liệu ở trên này để xem có thiếu gì không, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào một thử thách với những món ăn rất đặc biệt sử dụng nguyên liệu từ Canada. Chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ và tôi xin các bạn khoảng 2-3 phút để tôi sẽ kiểm tra lại phần nguyên liệu của mình để đảm bảo không thiếu bất cứ thứ gì cả. Và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến trang Facebook cá nhân để làm sao cho nhiều người biết đến hơn chương trình đang diễn ra. Và trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều các phần quà từ nhà tài trợ Home Farm đến cho các bạn. Và đảm bảo là các bạn có thể thực hiện được món ăn này ở nhà cùng với gia đình cũng như là bạn bè của mình. Rồi, trên mặt bàn tôi có rất nhiều các loại nguyên liệu đến từ Home Farm. Rất là đẹp. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay một thắc mắc gì liên quan đến kỹ thuật nấu ăn, liên quan đến nguyên liệu của Home Farm thì các bạn cứ đặt câu hỏi ở phần comment, tôi sẽ trả lời ngay. Và trong quá trình mà tôi hướng dẫn các bạn nấu ăn ngày hôm nay ấy, thì bởi vì chúng ta có một cái challenge nho nhỏ cho nên là có thể là tôi sẽ miss một vài câu hỏi của các bạn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trả lời sau khi mà làm cái livestream này xong. Ngày hôm nay tôi đã rất là hào hứng rồi và chương trình này đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và chu đáo. Chắc chắn là các bạn ngoài cái kiến thức mà được mang về thì những phần quà tặng của nhà tài trợ cũng sẽ rất là có ích cho căn bếp của các bạn để làm cho một cái bữa Giáng sinh thật là đẹp, thật là đầy đủ dinh dưỡng cũng như là vui vẻ cùng với người thân. Rất nhiều nguyên liệu ngon. Chúng ta sẽ còn khoảng 3 phút nữa là sẽ bắt đầu. Các bạn vui lòng chia sẻ link livestream trực tiếp này đến trang cá nhân của mình để có nhiều người biết đến thông tin này hơn và có cơ hội nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn điện thoại của tôi để bấm giờ cho cái chương trình ngày hôm nay, vì đây là một chương trình rất đặc biệt cho ngày lễ Giáng sinh. Tôi chưa bao giờ thực hiện cái thử thách này, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng là một cái bước để làm sao mình hoàn thiện bản thân mình, làm cho cái kỹ thuật nấu ăn của mình được tốt hơn và kiểm soát được cái thời gian mình nấu chuẩn xác hơn. Đã có rất nhiều bạn vào tham gia chương trình rồi. Rất là hào hứng. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là hầu hết mọi người cũng sẽ được nghỉ và chuẩn bị bữa trưa. Tại sao chúng tôi chọn vào cái thời điểm là 10 giờ? Đây là cái thời điểm mà có lẽ là sẽ tốt nhất để cho mọi người được thư giãn, ngủ dậy sau một cái tuần làm việc dài. Chúng ta có thể thưởng thức cà phê, xem nấu ăn và lấy ý tưởng cho có thể là buổi trưa nay hoặc tối nay hoặc là ngày mai. Hoặc là các bạn cũng có thể là có một cái ý tưởng nào đó cho ngày 24 sắp tới. Có rất nhiều người vào rồi. Các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan đến chương trình thì các bạn cứ đặt câu hỏi dưới phần comment nhé. Tôi sẽ trả lời ngay. Ngày hôm nay có rất nhiều phần quà tặng từ nhà tài trợ Home Farm sẽ gửi đến các bạn. Xin chào các bạn nhé. Xin chào Lê Vân Sơn ạ. Rất nhiều người. Ok, chúng ta sẽ sắp bắt đầu rồi, chỉ còn 1 phút nữa thôi, các bạn sẵn sàng nhá.
Ok, xin chào các bạn. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng. Hiện tại công việc chính của tôi là nghiên cứu ẩm thực, viết sách nấu ăn và thử thách với những cái nguyên liệu mới để làm sao phát triển những món ăn Việt Nam từ truyền thống lên đến hiện đại, làm cho nó đẹp hơn, ngon hơn và tăng thêm những cái trải nghiệm mới cho người thưởng thức. Ngày hôm nay thì tôi rất là hào hứng và vui khi được Đại sứ quán Canada cùng với nhà tài trợ Home Farm mời đến Kitchen Town để tham dự vào một cái thử thách chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh trong vòng 24 phút. Đây thực sự là một trong những thử thách mà tôi nghĩ là nó rất là khó khăn với tôi. Nhưng mà tôi rất hào hứng khi nhận được lời mời này và tôi accept ngay lập tức bởi vì đây là một ý tưởng rất là hay. Ngày 24 là một ngày lễ đặc biệt, là một ngày lễ Giáng sinh, là một ngày lễ rất là đặc biệt với người theo đạo. Và đến thời điểm này thì nó đã rất là phổ biến với người Việt Nam rồi, không nhất thiết bạn phải theo đạo. Và thường ấy, thì ngày 24 tháng 12 thì mọi người sẽ quây quần với nhau, gia đình thì đoàn tụ, bạn bè hội họp để làm gì, để chia sẻ câu chuyện, công việc, rồi tình yêu, rồi thì thưởng thức những bữa ăn ngon cùng với nhau. Và ngày hôm nay tôi sẽ ở đây và giúp các bạn chuẩn bị những loại nguyên liệu này, hướng dẫn các bạn cái quy trình để làm sao chúng ta có thể thực hiện được một món ăn, một bữa tiệc đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ những cái món ăn ngon và hợp khẩu vị với các bạn và vô cùng tiện lợi, ngắn gọn trong một thời gian vừa đủ để làm sao chúng ta có được một cái bữa tiệc, một trải nghiệm thật sự là tuyệt vời, một cái phong cách hiện đại đó. Và tôi tiết lộ thêm cho các bạn một số thông tin về nhà tài trợ ngày hôm nay. Chúng ta có rất nhiều phần quà từ nhà tài trợ. Các bạn chỉ cần làm gì ạ? Một thao tác rất đơn giản thôi ạ. Các bạn chỉ cần comment tên và số điện thoại dưới status này, dưới phần livestream này, là các bạn sẽ có cơ hội nhận được 70k trên một đơn hàng 400k của nhà tài trợ Home Farm. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ có một cái tuần lễ từ ngày mùng 3 cho đến ngày 12 tháng 12. Nhà tài trợ Home Farm sẽ có một cái giá ưu đãi rất đặc biệt cho tất cả các sản phẩm của Canada, giảm giá tới 49%. Đây là một cơ hội rất rất là đặc biệt, trong một năm mới có một lần thôi. Các bạn hãy tranh thủ đến Home Farm để mua những sản phẩm này, mang sản phẩm này về để thưởng thức với gia đình của mình, chuẩn bị cho ngày lễ Noel, làm sao cho chúng ta có một cái lễ Noel thật sự là tuyệt vời. Và chắc chắn là sau chương trình này tôi sẽ ra Home Farm để mua ngay những sản phẩm đang có một giá cực kỳ tốt. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại nguyên liệu mà đến từ Canada và đến từ nhà tài trợ Home Farm. Các bạn có thể thấy trên mặt bàn của tôi hiện tại có rất nhiều các cái sản phẩm mà hai cái nguyên liệu đặc biệt ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng là lobster, tôm hùm đến từ Canada, và một sản phẩm khác nữa là thịt bò Canada. Ở đây tôi có hai phần thịt bò đến từ Canada, đó là thịt ba chỉ bò và phần sườn bò đến từ Canada nhé. Đây là hai thành phần chính mà tôi sẽ sử dụng trong ngày hôm nay. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ cách đây khoảng 2 tháng hoặc hơn 2 tháng một chút thì tôi đã có một chương trình làm livestream trực tiếp về tôm hùm Canada rồi. Đây là một trong những sản phẩm key của Canada, một trong những sản phẩm cực cực kỳ có giá trị về dinh dưỡng cũng như là chất lượng, về cái cảm giác nhai, cảm giác ăn, hương vị cực kỳ ngon. Một chút nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái món rất là đặc biệt mà vô cùng dễ thực hiện. Như các bạn đã biết thì Canada là một đất nước ở phía Bắc bán cầu, ở khu vực Bắc Mỹ. Canada có một cái diện tích cực kỳ lớn, lớn thứ hai trên thế giới. Và các bạn biết lớn thứ mấy trên hơn Việt Nam bao nhiêu phần trăm không ạ? Bao nhiêu lần đúng không ạ? Hơn 30 lần, lớn hơn Việt Nam 30 lần. Do những thế mạnh về địa lý cũng như là khí hậu, Canada có một cái bầu không khí cực kỳ tốt, cực kỳ trong lành, thảo nguyên bao la, nguồn nước cực kỳ tinh khiết. Đó chính là lý do tại sao mà họ có một cái nền nông nghiệp cực kỳ phát triển, mang lại những cái sản phẩm vô cùng đặc biệt. Ví dụ như cái món thịt bò mà tôi vừa giới thiệu cho các bạn. Thịt bò này thì được nuôi dưỡng bằng ngũ cốc, cho nên là nó mang lại cái hương thơm, cái vị rất là đặc biệt, cực kỳ ngon. Ngoài ra thì Canada cũng có một cái lợi thế về bờ biển.
Các bạn biết là Canada có hai bờ biển giáp với Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, cho nên là nguồn hải sản của họ cũng cực kỳ phong phú và mang lại một cái chất lượng vô cùng là tốt cho các cái món ăn của chúng ta. Thực ra ấy, thì với tôi món ăn không nhất thiết phải quá cầu kỳ, quá phức tạp. Quan trọng nhất là chúng ta có nguồn nguyên liệu tốt, nguyên liệu phải ngon thì chúng ta mới làm ra món ăn ngon được. Đấy là cái triết lý nấu ăn của hầu hết các đầu bếp chuyên nghiệp. Tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa, các bạn vui lòng comment tên và số điện thoại ở dưới phần comment nhé. Các bạn sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ Home Farm, đấy là 70k trên một đơn hàng 400k. Và đặc biệt trong thời điểm này, từ ngày mùng 3 đến ngày 12 tháng 12, chúng ta sẽ có đợt giảm giá rất rất là tốt cho các sản phẩm đến từ Canada tới 49%. Các bạn hãy tranh thủ đến các cửa hàng của Home Farm. Home Farm thì có tới hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể mua ở bất kỳ nơi nào từ từ miền Bắc cho đến miền Nam nhé. Các bạn có thể ra bất cứ cửa hàng nào, hoặc là các bạn có thể sử dụng một phương pháp khác, đó là order từ nhà. Với đơn hàng 400k thì các bạn có thể được free ship miễn phí trên 10 cây số. Rất rất là có lợi cho các bạn. Đó. Nào, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu vào phần đầu tiên. Ngày hôm nay thì tôi sẽ có một cái thử thách nấu món ăn cho tiệc Giáng sinh trong vòng 24 phút. Và tôi đã lên một cái menu, lên một kế hoạch rất là chi tiết cho cái buổi livestream này. Tôi không biết là chính xác là tôi có thể hoàn thiện nó trong vòng 24 phút không. Có thể là nhanh hơn, có thể là chậm hơn, tôi không biết. Có thể là tôi sẽ thua cuộc trong cái buổi livestream này, nhưng mà anyway không thành vấn đề. Mà tôi muốn hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta chuẩn bị một món ăn, chuẩn bị một bữa tiệc làm sao cho đúng quy trình, đúng cái kỹ thuật của đầu bếp, đảm bảo chúng ta có một bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, đẹp mắt và lại nhanh gọn, tiện lợi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tham dự vào chương trình hướng dẫn nấu ăn ngay lập tức, ngay bây giờ đây. Và trong quá trình tôi hướng dẫn nấu ăn các bạn ấy, tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn những cái thông tin về thực phẩm của Canada, hay là những cái thông tin về nhà tài trợ Home Farm của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chương trình về kỹ thuật nấu ăn, hay là những cái sản phẩm mà tôi đang có ở trên này, các bạn cứ comment vào trong phần status ở đây. Tôi sẽ kiểm tra liên tục và sẽ trả lời cho các bạn ngay bất cứ thắc mắc nào của các bạn. Có rất là nhiều các bạn vào xem rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Trong lúc mà tôi thử thách này thì tôi cũng sẽ bấm giờ để làm sao chúng ta có được một cái thời gian thật sự là công bằng, để cho ai cũng thấy rằng là chúng ta đang chuẩn bị một bữa ăn thật sự là hoàn hảo nhá. Nào, vậy thì chuẩn bị bữa ăn này thì chúng ta sẽ sắp xếp cái quy trình như thế nào cho nó hợp lý. Với một cái bữa tiệc, nếu như các bạn bị mất kiểm soát về nguồn nguyên liệu này, hay là cái sự tổ chức của chúng ta, thì rất dễ là các bạn sẽ bị hỏng hoặc là bị mất thời gian trong quá trình chuẩn bị. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái quy trình mà thực hiện. Hôm nay tôi sẽ thực hiện 3 món. 3 món. Ở đây nguyên liệu chúng tôi có là gì? Đầu tiên là món cocktail tôm hùm đến từ Canada. Loại tôm hùm tôi sử dụng là tôm hùm Canada nhé, đã được hấp chín rồi. Loại tôm hùm này sau khi họ đánh bắt ở biển, họ sẽ hấp chín luôn ngay lập tức và đóng đông lạnh chuyển sang Việt Nam. Loại nguyên liệu thứ hai là món chính, đó là món thịt bò nướng với sốt tương đậu. Món thứ ba là moon wine, là món rượu vang dành cho ngày lễ Noel, là một món rất là phổ biến với mọi người rồi. Và một thành phần cuối nữa là món táo Ambrosia. Đây là cái loại táo rất là ngon, đặc biệt đến từ Canada nhé các bạn nhé. Món táo này tôi sẽ sử dụng để làm cho món tráng miệng. Ngoài ra thì tôi sẽ kết hợp một chút phần táo này với món cocktail. Món cocktail của chúng ta sẽ bao gồm những loại nguyên liệu như là iceberg lettuce này, tôm hùm này, dưa chuột này, và loại sốt đặc biệt là sốt cocktail. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món đầu tiên, và tôi sẽ bắt đầu bấm giờ nhé các bạn nhé. Nếu như các bạn có thời gian, hoặc là các bạn có điện thoại ngay bên cạnh đấy, các bạn cũng có thể bấm giờ để theo dõi tôi cách mà tôi thực hiện quy trình từng món một, để xem cái thời gian mà tôi sắp xếp ra làm sao. Nào, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Ở đây tôi sẽ sử dụng rượu vang Canada nhé.
À. Khi các bạn đã sẵn sàng, tôi sẽ bắt đầu bấm bấm giờ này. Ok, bắt đầu. Thời gian đã bắt đầu trôi đi rồi. Tôi sẽ chuẩn bị phần rượu vang đầu tiên. Hôm nay tôi sẽ sử dụng hai chai rượu vang đến từ Canada. Đây là rượu vang rất là ngon. Có lẽ tôi phải thử một chút đã trước khi chúng ta cho vào nấu. Thơm quá. Tuyệt vời các bạn ạ. Vừa nấu ăn vừa uống rượu vang là một trong những cái thú vui mà tuyệt vời. Rồi bây giờ tôi sẽ cho rượu vang vào trong nồi này. À, rượu rất rất là thơm. Nào, chúng ta cần gì để lấy cái hương thơm từ các loại gia vị vào những chai vang này ạ? Ở đây tôi có một chút gừng này, một chút sả để mang lại hương vị châu Á nhá. Chúng ta có thêm thành phần khác nữa là ở đây quế, hoa hồi và nụ đinh hương. Đây là những thành phần mà nó rất là châu Á. Chúng ta sẽ có một cái hương vị vừa đậm chất châu Á mà lại có cái chút gì đó gợi nhớ đến châu Âu, đúng không ạ? Nụ đinh hương này, hoa hồi này và quế. Tôi sẽ có một chút đường vàng nữa. Ở đây những loại nguyên liệu này, các bạn chú ý về thời gian nhé. Nếu như các bạn không căn được thời gian là chúng ta sẽ bị fail ngay lập tức đấy. Tôi sẽ bật thời gian lên này. Với những món cuối cùng thì chúng ta sẽ phải nấu đầu tiên. Món này sẽ mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Tôi sẽ bật nhiệt độ lên ở khoảng mức số 5 nhé. Với các bếp từ chúng ta để ở mức số 5, tôi sẽ thả tất cả những cái thành phần gia vị này vào và để nhiệt độ rất là nhỏ vừa phải để làm sao infuse được tất cả những hương thơm từ các loại gia vị này ra phần rượu vang. Và sau khoảng một thời gian nấu thì rượu vang sẽ bay bớt mùi cồn đi, nó chỉ còn đọng lại cái vị ngọt của nho và các cái hương thơm từ các loại gia vị thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ đập dập một chút từ cái củ sả này. Tôi sẽ thả củ sả vào. Các bạn sẽ thấy có hơi một chút gì đó của Việt Nam nhé. Vài lát gừng. Tôi sẽ sử dụng hai chai rượu vang. Rồi. Và cuối cùng tôi sẽ cho hai thìa đường vàng. Chúng ta sẽ để nhiệt độ vừa phải nhé, để đảm bảo cho cái rượu vang nó được lên nhiệt từ từ, và chính cái nhiệt đó nó sẽ làm cho hương thơm, nó sẽ tách hương thơm từ các loại gia vị này ra, nó sẽ infuse được cái hương thơm rất là rõ ràng. Nào, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần tiếp theo, đó là món cocktail. Ở đây phần cocktail này chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước khi chúng ta cho vào trong cốc. Nó sẽ rất là nhanh. Nếu như các bạn làm trước quá quá sớm ấy thì nó sẽ bị xẹp mất. Nó giống như là món salad cho nên chúng ta không nên làm quá sớm nhưng mà sẽ phải chuẩn bị trước. Ở đây tôi sẽ có iceberg lettuce này. Tôi sẽ thái mỏng phần iceberg lettuce này ra. Tôi đã mất tới 3 phút rồi. Các bạn phải chú ý thời gian liên tục nhé. Nếu như mà thời gian mà bị trôi đi nhanh quá mà chúng ta không kiểm soát được là sẽ bị hỏng ngay đấy. Trong quá trình tôi hướng dẫn thì bạn Thúy Quỳnh bạn bảo tôi em thích cái tập tạp dề Lá Phong quá, cảm ơn bạn. Nếu như bạn có cơ hội mà tham gia vào những cái buổi tiệc hay là chương trình của Home Farm hoặc là của Sứ quán Canada thì rất có thể bạn sẽ nhận được một cái phần quà. Đó là chiếc tạp dề này. Tôi nghĩ là tạp dề thì cũng dễ thôi. Hy vọng là bên Home Farm cũng như là Sứ quán Canada sẽ tạo thêm nhiều phần quà cho các bạn. Đó, chúng ta sẽ thái iceberg lettuce này. Đây là món thứ hai nhé các bạn nhé. Món này thường là món khai vị nhưng tôi sẽ phải chuẩn bị trước. Chúng ta sẽ sử dụng dao sắc để thái những phần lettuce này. Iceberg lettuce rất là ngọt, ngọt và giòn. Để làm sao chuẩn bị được 4 cốc với một cái menu 3 món và chuẩn bị đủ cho 4 người thì chúng ta sẽ phải đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu đủ. Và các bạn yên tâm là với những cái order của các bạn thì bên Home Farm họ sẽ có những nhân viên tư vấn để làm sao mua đủ được cái phần thực phẩm để mang về chúng ta đủ chế biến cho một gia đình 4 người. Đó, tôi sẽ cho hết phần iceberg lettuce vào trong trong bát trộn này. Tôi đã mất mất 24 phút rồi.
Thời gian trôi đi rất nhanh. Trong quá trình đó thì tôi sẽ phải xử lý phần tôm. Ở đây tôi sẽ sử dụng tôm hùm Canada. Chúng ta sẽ tuýt nhẹ một cái ở phần thân của tôm này, nó sẽ tách ngay ra. Sau đó tôi sẽ sử dụng kéo để cắt cái phần bụng của tôm. Phần salad cocktail này tôi sẽ chuẩn bị trước thôi nhá, chúng ta sẽ chưa đặt vào. Cho đến khi nào ra bàn tiệc tôi sẽ kết thúc phần này. Wow, thì tôm rất là ngon các bạn ạ. Mùi cực kỳ thơm. Rồi, tôi sẽ bỏ thẳng vào đây. Đó chính là lý do tại sao các bạn cần có một cái bồn rửa thật là to đấy. Tôi có hai con tôm hùm rất là ngon. Thực ra trong chương trình này thì chúng ta sẽ sử dụng hai con cho một bữa tiệc 4 người là vừa đủ. Tôm hùm rất ngon các bạn ạ. Hy vọng là các bạn coi phim sẽ quay được hết những cái hình ảnh của con tôm hùm này. Thịt cực kỳ chắc, mùi rất là thơm. Tôm hùm này đã được đông lạnh nhá các bạn nhá. Tôm hùm đông lạnh sau khi mà được chuyển về từ Canada thì các bạn mua về và cất vào trong tủ mát. Trước khi ăn thì chúng ta sẽ giã đông ra và để trong tủ mát. Đừng để ở trong nhiệt độ phòng nhá. Để nhiệt độ phòng thì sẽ không tốt đâu. Rồi, hai con tôm này tôi sẽ để tạm ở đây. Sau đó thì sẽ... Nào, chúng ta có gì rồi? Bây giờ là chúng ta sẽ chuyển qua phần cái càng của tôm này. Các bạn thấy là tôi sẽ hơi luống cuống một chút đấy. Bởi vì là... Wow! Chúng ta nhớ lấy cái phần này của con dao nhá. Để đập này. Đó, chúng ta sẽ xếp vào đây. Thì nó sẽ ra được hết. Phần này tôi sẽ bỏ lại. Tôi đang khá là run bởi vì là thời gian đang run out rồi. Nếu như mà tôi không chuẩn bị kỹ và sắp xếp được thời gian thật là chuẩn thì tôi sẽ bị miss ngay trong phần này. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục đến phần cắt dưa chuột. Dưa chuột này tôi sẽ cắt đủ để cho phần cocktail. Rồi, chúng ta sẽ cắt hạt lựu nhá. Chúng ta sẽ có 3-4 màu sắc khác nhau ở trong cốc cocktail này. Tôi còn có 16 phút nữa thôi. Dưa chuột rất ngon. Vậy là đủ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tham gia vào một cuộc thi kiểu như này. Nào, ngoài ra tôi sẽ sử dụng một phần táo Ambrosia. Đây là phần táo mà sẽ mang lại cái cảm giác giòn và hơi ngọt ngọt khi mà chúng ta thưởng thức. Nó sẽ giúp cho món cocktail này được hấp dẫn hơn. 24 phút, lần đầu tiên tôi được tham gia một cái chương trình mà thời gian ngắn như vậy với 3 món. Chúng ta thấy là phần rượu ở đây vẫn đang tiếp tục được âm ỉ. Đó. Tất cả nguyên liệu ở đây tôi sẽ... Thời gian đang run out rồi, có lẽ là tôi sẽ phải kết thúc món này trước khi mà tôi chuyển sang món thịt bò. Đó, chúng ta sẽ đặt 4 chiếc cốc vào đây. Nào, ở đây tôi sẽ cho một chút dầu ô liu vào trong bát trộn với rau xà lách, rau iceberg lettuce nhá, một chút xíu muối này. Trộn đều lên. Tiếp theo, sốt cocktail. Cho xuống đáy. Rồi, chúng ta sẽ cho táo này. Trời ơi, thời gian đang run out rồi. Tôi sắp bị hết giờ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ hoàn thiện nó trước cái khoảng thời gian này. Trong lúc đó nhé, các bạn nhớ này, chúng ta sẽ phải bật bếp lên và làm nóng chảo để chuẩn bị cho món tiếp theo. Tôi sẽ cho iceberg lettuce vào. Iceberg lettuce.
Thời gian đang chạy rất là nhanh, không hiểu sao mà đến thời điểm này tự nhiên nó lại chạy nhanh thế. Nào, chúng ta sẽ cho dưa chuột vào này. Các bạn sẽ thấy là phần cocktail này sẽ chia thành 3 lớp, 4 lớp, rất nhiều màu sắc và đẹp, đẹp mắt. Rồi, chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Phần này đủ rồi, tôi sẽ đặt ra đằng sau. Tiếp theo tôi sẽ cắt những miếng tôm hùm đặt lên. Phần bếp của tôi đã bắt đầu lên nhiệt rồi, tôi sẽ cho một chút xíu dầu ăn vào. Để gì ạ? Để chúng ta nướng thịt bò. Ở đây tôi sẽ sử dụng những miếng bò ba chỉ. Nào, phần tôm hùm, tôi sẽ cắt đôi con tôm hùm này ra. Nếu không nhanh là tôi sẽ bị trượt mất. Nào, sốt này, tôi sẽ cho phần thịt tôm hùm vào. Thịt tôm hùm rất ngon. Rồi, tiếp theo, rau mầm. Tôi sẽ cho rau mầm vào. Tôi sẽ đặt một chút rau mầm lên trên. Trời ơi, tôi còn 12 phút thôi. Các bạn thấy là món đầu tiên đã xong rồi này. Có lẽ tôi để đây cho các bạn dễ nhìn hơn. Sau đó tiếp theo tôi sẽ nướng phần bò Mỹ. Một món cocktail này. Tiếp theo. À, thời gian chạy nhanh quá. Đây mới thực sự là một cái thử thách quá là khó khăn đối với tôi. Còn có 11 phút nữa thôi. Tôi mà không kịp thời gian này là hỏng hết. Và tôi sẽ phải chuẩn bị phần sốt cho nước chấm này. Ở đây tôi sẽ sử dụng khoảng 1 phần tư quả củ hành tây. Tôi sẽ cho vào máy xay. Các bạn có máy xay ở nhà thì cũng có thể sử dụng máy xay bằng điện nhá. Hành tây này. Nào, tăng nhiệt lên một chút. Rồi, chúng ta sẽ nướng bò. Trong lúc nướng bò thì chúng ta sẽ làm sốt ở phía bên cạnh. Các bạn sẽ thấy là phần thử thách này nó không quá khó, chỉ có điều là làm sao chúng ta sẽ phải kiểm soát được cái thời gian thôi. Ở đây phần thịt bò này đã được nhà tài trợ Home Farm gói vào trong những cái phần đóng gói này rất là tiện lợi, các bạn chỉ việc mua về và sử dụng thôi. Đó, tôi sẽ đặt vào trong này và nướng luôn. Đây là ba chỉ bò Mỹ, đây là ba chỉ bò Canada các bạn nhé. Bò rất là đẹp, rất là ngon. Rồi, trong lúc đó thì tôi sẽ tiếp tục làm phần sốt cho một chút gừng này, một chút hành hoa, tôi sẽ sử dụng một cây hành hoa. Phần nước sốt này chúng ta sẽ ăn kèm với thịt bò nướng. Nào, chúng ta có gì ạ? Tương đậu. Tương đậu này các bạn có thể dùng để chấm ngay lập tức hoặc là chúng ta sẽ dùng để pha nước sốt nhé. Một chút sốt gochujang, loại sốt ớt của Hàn Quốc. Rồi, tôi sẽ cho khoảng hai nhánh tỏi. Nào, còn gì nữa nào? Ok, vậy thôi. Nào, trong lúc đó thì các bạn nhớ chú ý là phải lật thịt bò liên tục này. Các bạn thấy này, chúng ta sử dụng bản gang cho nên thịt bò nó lên cái màu rất là đẹp. Lên màu rất là đẹp. À, một chút sốt xì dầu nữa. Ớt bột một nhúm. Dầu mè chút xíu và vậy thôi, chúng ta sẽ đậy nắp lại này và xay nhuyễn. Xay nhuyễn hết thành phần này lên là chúng ta sẽ có một phần nước sốt để chấm. Tôi còn có 9 phút nữa thôi. Phần rượu vang cũng đã được nấu ở bên cạnh rồi.
Nếu như các bạn có máy xay ở nhà, các bạn có thể sử dụng máy xay cho nhanh nhé. Nước sốt rất ngon các bạn ạ. Phần sốt này chúng ta sẽ đặt vào ăn kèm cùng với thịt bò sau khi nướng. Nào, chú ý này, phần này chúng ta sẽ phải lật liên tục để đảm bảo cho thịt bò không bị cháy phần dưới đáy nhá. Rồi, chúng ta tăng nhiệt lên để đảm bảo chúng ta có được một phần đồ ăn đủ cho tất cả mọi người. Rồi, bây giờ chính là cái thời điểm mà chúng ta sẽ sắp xếp lại cái mặt bàn để làm sao chúng ta có được cái phần da đồ thật là đẹp mắt. Wow, mùi thơm quá. Thịt bò của Home Farm đã được cắt sẵn rồi và chuẩn bị trước cho chúng ta, cho nên là các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, chúng ta sẽ gắp ra khay này. Wow, mùi lên thơm quá. Tôi tiếp tục nướng thêm. Thời gian vẫn tiếp tục chạy nhé các bạn nhé. Tôi sắp hết giờ rồi, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ hoàn thành món ăn này và không bị fail. Mai tôi kiểm soát thời gian tương đối tốt. Nào. Với phần thịt bò này đã được đông lạnh, khi các bạn mua về các bạn có thể lấy trực tiếp ra và sử dụng luôn, không cần phải giã đông một cách cầu kỳ nhé các bạn nhé. Nào, ở đây tôi sẽ cho phần sốt này ra bát này. Đó, phần sốt này chúng ta sẽ cho trực tiếp lên thịt bò để ăn cùng. Nào, chúng ta có thêm gì nữa? Kim chi. Kim chi là một trong những sản phẩm cực kỳ mạnh của Home Farm nhé các bạn nhé. Kim chi ở đây rất ngon. Một chút nữa tôi sẽ trả lời các bạn, nếu như có bất kỳ một cái câu hỏi nào hay thắc mắc nào tôi sẽ trả lời các bạn sau, bởi vì thời điểm này thì tôi đang tập trung vào phần da đồ. Chúng ta sẽ đặt kim chi ra này. Với một bữa tiệc mà vừa có hương vị châu Âu lại có một chút hương vị châu Á như thế này thì nó rất là đặc biệt. Rồi, chúng ta đã có hai phần đồ ăn ở đây rồi. Phần thịt sau khi mà đã nướng và lên vân rất là đẹp rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lật mặt dưới lên. Nào, ở đây tôi có gì nữa? Tôi sẽ đặt một chiếc giấy chống thấm lên này. Để làm gì? Để cho cái phần nguyên liệu của chúng ta đặt lên nó không bị ướt. Rồi, ở đây tôi sẽ cho thêm một phần sốt tương đậu nữa. Phần sốt tương đậu này nó sẽ là điểm nhấn luôn nhé các bạn nhé. Các bạn có thể ăn trực tiếp tương đậu hoặc là các bạn có thể ăn phần sốt đã xay. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có những lá rong biển. Rong biển để cuộn các bạn nhé. Rong biển để cuộn này. Tôi xếp những miếng rong biển này lên đây. Chúng ta có thể kẹp vào. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng lá vừng. Wow. Miếng bò rất là ngon. Tôi chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Mùi thơm quá các bạn ạ. Màu rất là đẹp rồi. Ta sẽ tiếp tục dán thêm. Màu rất là đẹp. Nào, ở đây tôi sẽ có thêm rau xà lách để làm gì? Để cuộn ạ. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần chân của rau xà lách đi. Đó, xếp vào đây để có được một cái đĩa đồ ăn nhìn thật sự là sang trọng. Nào, tiếp tục đặt vào khay. Màu đẹp quá. Khói lên mù mịt rồi. Mùi thịt nướng ở trong nhà rất rất là thơm các bạn ạ. Nào, phần khay
Nào, trong lúc đó thì tôi sẽ cắm cờ Canada lên đây. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Chúng ta sắp hoàn thành món ăn rồi. Tôi chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Ok, phần này tôi sẽ để lại. Đây đã. 3 phút nữa tôi sẽ gọt cam, vỏ cam để cho vào trong phần rượu. Phần vỏ cam này sẽ mang lại cái hương như tinh dầu. Chúng ta sẽ còn 2 phút nữa thôi. Rồi, thả vào đây. Sắp xong rồi, chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Tôi sẽ đặt nốt phần select lên. Ở đây chúng ta sẽ có khoảng 3 loại lá để cuốn nhé, các bạn nhé. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ có select xoăn này, select iBird này và lá rong biển. Rồi, phần thịt nướng này của chúng ta đã xong. Rồi, tôi sẽ đặt sang phía bên này để cho các bạn nhìn nhá, cho nó dễ này. Wow. Cocktail này. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ chỉ còn 1 phút nữa. Tôi sẽ dọn lại mặt bàn. Cuối cùng tôi sẽ cho một chút đường vào trong nồi rượu. Khoảng 2 thìa đường. Rất là thơm rồi các bạn ạ. Tôi còn 1 phút nữa, nghĩa là tôi đã thừa và chiến thắng trong cuộc thi này rồi. Các bạn thấy đấy, để thực hiện một bữa tiệc hay bất cứ một cái bữa ăn nào thì cái việc kiểm soát được thời gian cũng như là cách quy trình mà chúng ta thực hiện nó luôn luôn là điều quan trọng nhất. Chúng ta phải chuẩn bị được nguyên liệu này, cũng như là kiểm soát được thời gian, chia phân bố thời gian làm sao cho nó đều để đảm bảo cho món ăn của chúng ta hoàn thiện. Rồi, bây giờ tôi sẽ xem có bạn nào hỏi gì không nhá. Tôi còn 45 giây nữa. Tuyệt vời các bạn ạ. Nào, bây giờ tôi sẽ cho rượu ra. Thơm lắm. Rượu sẽ được làm ấm và giữ như vậy cho đến khi kết thúc chương trình. Tạp dây. Cảm ơn các bạn. Cuối cùng tôi đã hoàn thành cái challenge này. Thực ra là 3 món ăn nó rất là áp lực trong quá trình mà tôi làm. Nhưng mà các bạn thấy đấy, với cái việc mà chúng ta chuẩn bị thực phẩm đầy đủ, cũng như là tổ chức cái cách mà chúng ta thực hiện sắp xếp công việc làm sao cho nó phù hợp, thì tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo, sẽ rất là tuyệt vời để có một cái bữa tiệc Noel, một bữa tiệc Giáng sinh thật là đẹp, trọn vẹn cùng với gia đình và bạn bè người thân. Bây giờ tôi sẽ dành ra khoảng 10-15 phút để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. Rất là tiếc trong quá trình mà tôi thực hiện món ăn này, tôi không thể theo dõi được hết các câu hỏi của các bạn.
Xem có bạn nào có câu hỏi gì không, tôi sẽ trả lời ngay. Tôi quay trở lại trên trang của tôi. Các bạn có câu hỏi gì hay là bất cứ thắc mắc gì liên quan đến kỹ thuật nấu ăn hay là phương pháp nấu ăn, các bạn có thể đặt cho tôi để tôi trả lời ngay lập tức nhé. Và chú ý là trong chương trình này có rất nhiều phần quà tặng của nhà tài trợ Home Farm. Trong quá trình mà tôi hướng dẫn thì các bạn có thể comment tên và số điện thoại ở dưới phần comment để các bạn nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Cửa hàng Home Farm ở đâu thế ạ? Bạn Trang, cửa hàng Home Farm thì có khoảng 220 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên Google hoặc là quanh khu vực các bạn sống, từ Hà Nội cho đến Hải Phòng hay là thành phố Hồ Chí Minh nhé. Các bạn có thể tìm ở bất cứ thành phố lớn nào đều có. Cảm ơn bạn Hồng Loan, chiếc tạp dề rất đẹp. Các bạn muốn tìm hiểu về thông tin của nhà tài trợ Home Farm thì các bạn cũng có thể tìm xem phần comment ở dưới bình luận nhé. Có nhà tài trợ Home Farm đã comment những cái địa chỉ cũng như là thông tin về sản phẩm của Home Farm ở dưới phần comment rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt những cái cốc rượu sang phía bên cạnh này để các bạn thấy một cái bữa tiệc của chúng ta vừa đơn giản vừa ấm cúng nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức cùng nhau. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm một chiếc cờ của Canada đây. Quá đẹp đúng không ạ? Thực ra món ăn thời điểm này không có món ăn nào được gọi là cố định hay là quá gò bó cả. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa trên những sự sáng tạo của chúng ta để làm sao phát triển những món ăn lên cái tầm cao mới. Nó vừa ngon vừa hấp dẫn, lại khác biệt, mang lại những cái trải nghiệm đặc biệt cho người thưởng thức. Nhìn mê quá. Rồi, cảm ơn các bạn. Tôi xem có ai hỏi gì không để tôi sẽ tiếp tục trả lời các bạn nhé. Trong quá trình mà tôi hướng dẫn các bạn, nếu bất kỳ một câu hỏi nào các bạn cứ đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời ngay. Để xem có bạn nào có câu hỏi bây giờ không nào. Ở đây các bạn thấy là những cái sản phẩm mà tôi đã mua về từ nhà tài trợ Home Farm thì có táo này, rồi thì thịt bò, tôm hùm đều là những sản phẩm mà rất là dễ dễ dàng mua được các bạn. Thời điểm này thì đang có cái giá rất là tốt với chương trình khuyến mại giảm tới 49% tất cả các sản phẩm đến từ Canada. Các bạn hãy đến ngay trung tâm của Home Farm để mang những sản phẩm đó về với giá cực kỳ ưu đãi. Ok. Nào. Nào để xem câu hỏi. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nhé các bạn nhé. Rồi, với một cái món ăn, một bữa ăn có 3 thành phần chính đấy là thịt bò nướng này, tôm cocktail này và vang Mun-gwai. Thì ba thành phần món ăn này nó sẽ đầy đủ cho chúng ta từ khai vị món chính cho đến phần tráng miệng, là chúng ta sẽ sử dụng phần táo ở đây. Các bạn có thể gọt gọt vỏ táo đi hoặc là các bạn có thể sử dụng trực tiếp với phần vỏ này. Với tôi thì tôi là người mà rất thích ăn táo cả vỏ. Người ta nói là gì, mỗi ngày một quả táo thôi thì là thầy thuốc xa nhà ta. Các bạn chú ý là mỗi ngày các bạn chỉ cần ăn một quả táo thôi nhé. Quả táo nó rất là nhiều vitamin và nó giống như một liều thuốc ấy, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta refresh và làm cho chúng ta có cảm giác tươi mới hơn cho mỗi ngày. Và quả táo này sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều bệnh tật khác nhau. Cố gắng mỗi ngày chỉ một quả táo thôi rất là tốt. Và trong cái phần cocktail kia thì chúng ta có cả phần táo này, có dưa chuột này, có cả iceberg lettuce, rất là nhiều cái thành phần đặc biệt. Và có một cái thành phần có thể là các bạn chưa nhìn thấy rõ, đấy là phần sốt cocktail. Ở đây sốt cocktail này tôi sử dụng mayonnaise này, ketchup này và một chút rượu brandy để làm cho phần sốt cocktail này nó được đặc biệt. Nếu như các bạn muốn nó hơi chua chua thêm một chút xíu nữa, các bạn có thể thêm một chút nước cốt chanh. Và Lan Anh Nguyễn là đẳng cấp. Cảm ơn bạn. Thực ra cái này nó không 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 quá phức tạp đâu ạ. Bạn bạn Tuyết, bạn Vũ
Tuyết Trang bạn hỏi là bố em răng yếu thì có ăn được bò Canada chế biến như chép được không ạ? Thực ra bò Canada rất là mềm các bạn ạ. Như các bạn biết là thịt bò Canada là được được feed, được nuôi dưỡng, chăm sóc bằng ngũ cốc. Ngũ cốc rất là đặc biệt và được sản xuất trên vùng đất của Canada luôn. Bởi vì do khí hậu này, do thổ nhưỡng, do nguồn nước rất là tốt cho nên là Canada có một cái nền nông nghiệp cực kỳ phát triển, mang lại những sản phẩm đặc biệt cho chúng ta có thể thưởng thức được. Tôi đã ăn thử cái phần thịt ba chỉ cũng như là phần sườn của Canada ở đây. Rất rất là ngon, thịt cực kỳ mềm. Các bạn có thể nướng hoặc là bỏ lò đều ngon. Hoặc là phần sườn này các bạn cũng có thể hầm một chút cũng được. Phần sườn ở đằng kia tôi chưa có cơ hội để nướng ở đây, nhưng mà với phần ba chỉ này các bạn có thể áp dụng tương tự. Rất là ngon và mềm, thịt thì thơm. Và bên nhà cung cấp Home Farm đã sơ chế chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi, rất là tiện lợi. Các bạn có thể order bằng cách ngồi ở nhà hoặc là đến tận nơi để mua. Với những cái hóa đơn mà trên 400.000 thì các bạn được miễn phí ship trong vòng 10 cây số. Đấy là những cái ưu điểm của bên Home Farm. Và có một cái điểm rất đặc biệt nữa là Home Farm luôn luôn ưu ái và đặt người tiêu dùng lên hàng đầu. Khi các bạn không hài lòng với sản phẩm đó, các bạn có thể được hoàn lại tiền. Đấy là một trong những cái điểm nổi trội và đặc biệt của Home Farm. Và tôi tin rằng những cái cửa hàng mà làm việc rất là chuyên nghiệp cũng như là chuẩn chỉ như vậy thì sẽ luôn luôn được ủng hộ bởi những người tiêu dùng. Tôi thì đang rất là đói rồi bởi vì hương thơm quá mà tôi chưa được thưởng thức, không biết là các bạn camera ở đằng kia có thấy thế nào. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình này rất là rõ rồi đúng không ạ? Một bữa tiệc cực kỳ đơn giản, chúng ta có đầy đủ những thành phần từ khai vị đến món chính, món tráng miệng. Rất là đầy đủ, ngon, đẹp và đơn giản, rất là tiện ích cho chúng ta. Những sản phẩm đã được Home Farm cắt thái đóng gói sẵn rồi, các bạn chỉ việc mang về và chuẩn bị nấu ăn ở nhà thôi. Chỉ mất có 24 phút, các bạn có tin được không? Trước đây thì chắc chắn là tôi không bao giờ tôi tin là tôi có thể thực hiện được một cái bữa tiệc như này trong vòng 24 phút. Nhưng mà đây rõ ràng là một cái thử thách mà tôi đã vượt qua được. Và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng không khó để có thể vượt qua những thử thách này. Trong quá trình chúng ta thực hiện các món ăn ấy thì rất có thể là sẽ gặp phải những cái tình huống có thể bị cháy đồ, bị hỏng đồ. Nhưng anyway, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được khi mà chúng ta ở nhà thực hiện món ăn. Ở đây là tôi làm một mình nhá, nhưng mà khi các bạn làm thực hiện những món ăn này ở nhà thì rất có thể các bạn sẽ thực hiện cùng với người thân, với 4-5 người chứ không phải chỉ có một mình các bạn. Thế cho nên là với một bữa tiệc đơn giản như thế này, cực kỳ dễ để cho bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Nhờ cái sự chăm sóc cũng như là chuẩn bị sẵn của Home Farm rồi, các bạn chỉ việc mang về và chế biến thôi, rất là nhanh, tiện lợi. Nào các bạn hãy nhanh tay comment tên và số điện thoại vào phần comment ở dưới để nhận được phần quà tài trợ từ Home Farm. Chương trình ngày hôm nay thì được có tới 800 phần quà nhé các bạn nhé. Có 800 phần quà đến từ nhà tài trợ. Và mỗi phần quà sẽ giá trị là 70.000, 70k, trên một hóa đơn là 400k. Và thời điểm này thì chúng ta có một cái chương trình khuyến mại rất đặc biệt, là với 49% giảm giá, các bạn đến bất cứ một cái cửa hàng nào của Home Farm để nhận được cái phần giảm giá ưu đãi này, 49% tất cả các sản phẩm đến từ Canada. À, sẽ các bạn còn câu hỏi nào khác không nhá, tôi sẽ trả lời luôn. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì bên Sứ quán Canada hoặc là bên Home Farm sẽ làm thêm những chiếc tạp dề đẹp như thế này để tặng cho các bạn trong quá trình chúng ta làm các livestream về sau nữa. Hôm nay thì tôi giới thiệu tới các bạn ba cái món ăn rất dễ thực hiện mà các bạn có thể thực hiện ở nhà với một mình các bạn hoặc là với người thân, rất là đơn giản. Nào, để tôi xem còn có ai có câu hỏi nào khác không nhá.
Chương trình ngày hôm nay thì khá là đơn giản. Các bạn thấy là với những cái nguyên liệu mà đã được chuẩn bị sẵn rồi thì chúng ta thực hiện món ăn chỉ trong vòng 24 phút thôi. Thậm chí còn nhanh hơn như thế nếu như chúng ta được làm việc ở trong một cái môi trường mà không bị áp lực. Ngày hôm nay tôi đang làm với tâm thế thử thách, nhưng mà tôi đã rất là may mắn vượt qua thử thách ngày hôm nay một cách rất là dễ dàng. Nói chính xác là đúng 24 phút là tôi đã hoàn thành xong rồi. Ok, nào tiếp tục nào. Ok, vậy là cảm ơn các bạn đã theo dõi thử thách của tôi ngày hôm nay trong vòng 24 phút. Và rất là hy vọng các bạn có thể thực hiện được thử thách này với bản thân mình hoặc là với cùng với những người thân trong căn bếp của mình tại gia đình trong ngày 24 tháng 12 tới. Tôi nghĩ là với những cái sản phẩm mà Home Farm đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi, các bạn chỉ việc order và mang về nhà thực hiện cùng với người thân mình. Đây chỉ là những gợi ý rất là cơ bản thôi. Còn lại thì cái ý tưởng hay là những cái phương pháp thực hiện thì hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Không nhất thiết là phải làm theo 100% như những gì tôi hướng dẫn, mà cái bữa tiệc của chúng ta làm sao để cho mọi người cùng thưởng thức được và vui vẻ, đầm ấm bên gia đình của mình. Và các bạn nhớ rằng là nhà tài trợ Home Farm vẫn đang tiếp tục có những chương trình giảm giá lên tới 49% cho tất cả các sản phẩm đến từ Canada từ thời điểm mùng 3 cho đến ngày 12 tháng 12 năm nay. Cho nên là chú ý đến ngay siêu thị của Home Farm để mang những sản phẩm đó về với giá cực kỳ ưu đãi. Chương trình livestream của chúng tôi đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Và nhớ là các bạn khi mà đã comment tên cũng như số điện thoại, các bạn đã có 70k rồi đấy. Cảm ơn các bạn nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại.